Rồi mình cho miếng tép mỡ vô. Hôm nay thì mình ăn đơn giản nha cả nhà. Mình mua được một mớ cá bóng trứng nè. Cái con người ta làm sẵn hết rồi nè. Mình về mình rửa muối nữa cho sạch sẽ. Đây, cái này cá kho để một hồi mình kho quẹt. Rồi canh khoai mỡ nè. Canh khoai mỡ một củ này tới 5.000. Rồi trái cà 3.000, rau muống 4.000, tép 10.000. Tép để mình nấu canh đó, mình đã lột sẵn rồi, mình ướp nước mắm với đường bột ngọt xong. Giờ cá mình để vô mình ướp luôn, ướp để cho nó thấm cả nhà. Mình ướp chừng lâu chừng nào tốt lấy nó cứng như cá. Đây mình để thêm một miếng nước mắm nè. Một miếng đường. Một muỗng cà phê dung đường. Nửa muỗng bột ngọt. Rồi mình cho cái dầu màu vô. Cái nước màu này mình thắng mình để sẵn xài. Rồi ướp để đây 1 tiếng 2 tiếng càng tốt cho cá nó săn lại mình mới kho. Bữa nay thì cái bữa cơm của mình đây coi, nãy đại khái là mình mua cái này là nhiêu, 20.000 nè, tép 10.000 là 30.000. Mình có mua miếng mỡ nữa, miếng mỡ mình thắng và còn miếng tép mỡ nè. Cây 20, 30, 40, 10.000 mỡ, 5.000 nữa là 45. Trái này là còn lại hôm qua. Cái cà này là 3.000, rau muống là 4.000. Đó, ăn cả ngày của vợ chồng mình. Bây giờ mình bầm tỏi xong mình để qua một bên. Rồi mình bầm tới, mình đập tới cái củ khoai. Mình tiến hành đi nấu. Tỏi này lát rồi mình phi mình để vô cá. Các bạn mình đó, nấu theo kiểu mình đi, kiểu ngày xưa dân dã mà nó ngon. Tay này mình đập dập. Đây được một nồi canh nhỏ cho hai vợ chồng ăn 2 buổi. Mời cả nhà cùng vào bếp với mình. Bắt cái nồi lên rồi mình cho một miếng dầu tỏi. Tép này nãy mình mua mình lột rồi nè. Mình lột mình để miếng hành vô cho nó thơm. Rồi miếng đường, miếng bột ngọt. Giờ mình bắt cái nồi lên cho nó nóng mỡ. Nóng dầu xong rồi mình bỏ vô mình xào. Tép mình đã chín rồi nè. Giờ mình để nước vô đựng mình nấu canh nha. Rồi bây giờ mình cho nước nó sôi rồi mình thả khoai vô. Nước canh đã sôi rồi bây giờ mình vớt bọt. Rồi để khoai vô.
Giờ mình nêm một chút bột ngọt. Lúc nãy trong tép đó mình đã có nêm nêm rồi, bây giờ mình để vô có nước thì mình đem nửa muỗng. Nửa muỗng bột ngọt. Nửa muỗng bột nêm. Và một muỗng đường. Hồi nãy cục khoai nó nhỏ xíu rồi cả nhà, bây giờ nó nở ra nè. Mình để mình nấu chín cái nó nở ra. Giờ chỉ để cho nó chín là được rồi đó. Nước sôi rồi, giờ mình luộc rau muống. Mình cho nửa muỗng cà phê muối bọt. Giờ mình bắt chảo lên, mình để cái mỡ tỏi hồi nãy mình thắng, mình để hành hết vô đây luôn, mình xào cà. Mình nêm ở đây một chút xíu bột nêm thôi. Dù sao không có cần phải đường. Chút bột ngọt. Rồi vậy là xong. Mình xài cho chín lên. Cá mình ướp hồi nãy giờ một tiếng rồi, bây giờ mình bắt lên nè. Mình bắt lên mình để lửa riu riu thôi. Để lửa riu riu. Rồi mình cho một chút dầu tỏi. Chút dầu tỏi vô cho nó thấm từ từ. Một chút tiêu vô. Để chút xíu tiêu vô mà nó thơm ngậy lên cả nhà. Để lửa về riu riu cho nó thấm nha cả nhà. Thấm đều con cá ăn mới ngon. Chút hành vô. Cứ để lửa riu riu rồi mình chút tỏi, chút tiêu cho nó thấm từ từ. Xin mời cả nhà dùng bữa cơm 35.000 với mình. Gồm có cá bóng, trứng, kho, canh khoai mỡ, canh khoai mỡ nấu với tép, cà xào, rau muống luộc. Còn mấy trái mận này là hôm qua còn dư lại. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Dùng cơm trưa với mình. Cho mấy ớt đâu qua một bên đi, ớt nữa ớt cây nè. Thưởng thức cái con cá này thôi. Cái cá này bộ hao cơm nha. Cái món này mà gặp trời mưa một cái nữa trời rồi. Không còn gì đâu. Mình kho nó săn chắc con cá luôn nè. Ngon quá. Cái được tóc mỡ nữa. Một miếng rau muống chấm cá. Cà xào, cà tím, xào mỡ hành. Rất là ngon luôn. Ừ.
ngon quá cả nhà ơi. Ăn thêm con cá nữa. Có này cá bóng trứng à. Ở chợ cái chị ấy chỉ làm sẵn đó nè. Chỉ làm được nhiêu mình mua nhiêu. Ngon quá cả nhà ơi. Mình ướp cả tiếng đồng hồ ha. Nước mắm, đường, bột ngọt ướp cả tiếng đồng hồ. Mình không để tỏi hay gì hết trơn. Xong mình phi tỏi. Mình phi tỏi rồi cái mình ướp nó vô từ từ. Rồi mình để tiêu vô từ từ, lúc mà nấu á để vô từ từ. Hành cũng để vô từ từ cho nó thấm thấm thấm. Không, cơm thì hấp. Ngon. Hấp chén rồi. Bới thêm đi. Hoàn thành. Còn cần vài lẻ quá. Khúc khoai có 5.000 thôi. Wow, quá ngon, quá ngon. Được 2 tô vậy. Tô này chỉ còn miếng buổi chiều. Khúc khoai rất là dẻo. 5.000. Tép 10.000. Dẻo nhựa luôn á. Ngon quá. À. Đợt có con cháu ở đây là nó thích lắm. Nó thích ăn dữ lắm. Dết nồi luôn hả? Ừ, thấy kinh lắm. Nó khoái cái món canh này, nó ăn nó ngồi dết nồi. Bữa cơm của mình cũng đầy đủ nha. Canh, đồ mặn, đồ xào, đồ luộc. Bốn món. Ăn rất giản tiện. Bốn món ăn chơi. Mà này ăn thiệt luôn. Giờ xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha. Rồi khi yêu thích cái clip mình đưa lên, hôm nay thì mình làm cái món ăn thường ngày ở nhà. Để lâu lâu mình lên clip là mình làm kiểu cọ một chút, chứ thường ngày mình cũng ăn đơn giản. Một buổi cơm chỉ có 35-30 ngàn. Nếu mà chừng một bữa nào ăn 2 cái trứng chiên với lại đậu chua rồi nữa đó thì coi như đâu có bao nhiêu đó cả nhà biết không. Rồi nhưng mà mình khi mà lên đây mình cũng bày vẽ cho nó đẹp, cho nó thu hút cái mắt nhìn. Mình không có cái khiếu này thì mình cũng được cái khiếu trang trí bữa cơm. Rồi xin mời cả nhà khi nào yêu thích cái clip của mình cho mình xin một like, đăng ký và share và comment, ví dụ như muốn nấu món gì gì đó mình biết cái gì mình nấu mình đưa lên nha. Rồi xin chào cả nhà, chúc cả nhà mình vui vẻ nha. Chào.